Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tổng Bí thư hết vị, Thủ tướng Chính chưa tha cho ông Trọng trong vụ lấp vịnh Hạ Long. Câu chuyện dự án khu đô thị 10B Cẩm Phả, Quảng Ninh gây lo ngại về việc xẻ thịt di sản sẽ tác động xấu đến môi trường tưởng chừng đã kết thúc. Nhưng bất ngờ, Cục trưởng Cục Di sản Việt Nam bà Lê Thị Thu Hiền vào ngày 13 tháng 11 lại lên tiếng trần tình về việc báo chí cho rằng tỉnh Quảng Ninh cho lấp vùng đệm Vịnh Hạ Long để làm khu đô thị. Theo tờ báo Tiền Phong, nơi đã nổ phát súng đầu tiên về dự án này vào ngày 13 tháng 11 tiếp tục đưa tin với tiêu đề Cục trưởng Di sản Văn hóa lên tiếng vụ lấp vùng đệm Vịnh Hạ Long làm biệt thự. Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa lên tiếng về vụ việc này. Bản tin cho biết liên quan đến vụ lấp vùng đệm Vịnh Hạ Long làm biệt thự nhà liền kề cao cấp, Cục trưởng Cục Di sản Lê Thị Thu Hiền trong phát biểu bên lề hội nghị góp ý cho hồ sơ dự án luật di sản văn hóa có sửa đổi khẳng định rằng khu vực thực hiện dự án gây xôn xao dư luận nằm ở vùng đất đồi núi đầm lấy, khu nuôi thả vịt, không có người dân, không có di sản, di tích, không có quy hoạch du lịch. Theo lời bà Lê Thị Thu Hiền, đây cũng là khu vực cuối của vịnh Bái Tử Long đổ ra biển. Theo giới quan sát, dự án mà bà Lê Thị Thu Hiền nhắc đến chính là dự án nằm bên bờ vịnh Bái Tử Long và nằm sát gần tuyến đường ven biển Hạ Long - Cẩm Phả. Dự án này có diện tích gần 32 ha, trong đó 3,88 ha thuộc vùng đệm vịnh Hạ Long. Trước đó, truyền thông nhà nước cũng thừa nhận dự án này đã được tỉnh Quảng Ninh chấp nhận chủ trương đầu tư và dự án đã được Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chấp thuận. Lập tức mạng xã hội lại nổi sóng vì cho rằng việc bà Cục trưởng Cục Di sản Lê Thị Thu Hiền nói như vậy nghĩa là tái khẳng định việc lấp biển quây đảo Vịnh Bái Tử Long không phạm vào di sản, danh lam thắng cảnh và được pháp luật hiện hành cho phép. Nhà báo Nguyễn Thông đã bình luận trên trang Facebook cá nhân và ca thán rằng không hiểu bà này đã tới tận nơi có dự án xâm lấn đó hoặc ít nhất cũng coi mấy tấm ảnh chụp khu biển chưa, mà dám bảo đây chỉ là khu đầm lầy chỗ nuôi thả gà vịt đất hoang. Có người bảo bà mẹ nó, chỗ này mà nuôi được vịt thì có mà vịt rời. Làm quan mà bẻ cong thực tế như thế thì xem lại tư cách của bà ta, thậm chí là cách chức. Dân cần những người tử tế làm quản lý công việc xã hội, chứ không chấp nhận kiểu người thớ lợ. Nhà báo Nguyễn Thông tiếp tục khẳng định rằng vụ hủy hoại di sản thiên nhiên, phá thắng cảnh có yếu tố tiền và vi phạm pháp luật rất rõ ràng. Chính phủ mà không ra tay xử lý nghiêm khắc thì đó là chính phủ tồi. Dự án khu đô thị 10B ở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh gây xôn xao dư luận. Theo đài FA, ông Vũ Minh Chí, cựu trung tá Tổng cục 2 tình báo quân đội thì cho rằng dư luận có thể bị truyền thông lề phải dẫn dắt. Người khơi ra vụ này là một tờ báo của nhà nước, cụ thể là báo Tiền Phong, và dân mạng hùa vào theo. Tôi nghĩ đây là sự dẫn dắt từ phía nhà nước hoặc một thế lực nào đó từ phía nhà nước. Phe này muốn đánh phe kia, chứ không phải là một việc làm có tính khách quan sự thật. Nhận định của Trung tá Vũ Minh Chí hoàn toàn đúng với những bình luận phân tích đánh giá của Thời báo .d đã nhiều lần khẳng định với quý vị đây là cuộc chiến phe phái trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, họ đã tạo dựng ra vụ việc nhằm đánh đấm lẫn nhau. Xin được nhắc lại, việc ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho đàn em của ông sử dụng báo Đảng để mà đổ vạ thì có lẽ không có gì là khó hiểu. Khi ông Phạm Minh Chính giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh giai đoạn 2010-2015, nhiều nghi vấn đã đặt ra ở đây. Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa Lê Thị Thu Hiền, nhất là với những diễn biến của chính trường Việt Nam từ đầu năm 2023 cho đến nay, tại Hội nghị Trung ương 7 khóa 13, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có kế hoạch loại bỏ Thủ tướng Phạm Minh Chính thông qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm trong nội bộ Ban chấp hành Trung ương, song Tổng Trọng đã thất bại. Trước Hội nghị Trung ương 8 và khóa 13, Tổng Trọng vẫn tiếp tục đầy nghiến giọng điệu cũ với cử tri Hà Nội rằng trốn cũng không trốn được đâu,
để ám chỉ bà Nhàn IEC là em gái mây mưa của ông Chính. Nhưng với kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính vẫn vượt qua ngoạn mục. Cho nên việc phe cánh của ông Tổng Bí Thư thổi bùng vụ việc lấp Vịnh Hạ Long cũng chỉ là một biện pháp để chặn bước tiến của Thủ tướng Chính trong cuộc đua vào chiếc ghế Tổng Bí Thư tại Đại hội Đảng lần thứ 14 mà thôi. Việc chính phủ cho bà Cục trưởng Cục Di sản ra đối đáp thực chất là cú chọc tức ông Thủ tướng Chính với Tổng Bí Thư trong lúc đó theo kiểu giang hồ gọi là trọng đã hết vị rồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Tổng Bí Thư hết vị, Thủ tướng Chính chưa tha cho ông Trọng trong vụ lấp Vịnh Hạ Long. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin cảnh báo vấn nạn thông thầu khai thác cát, tham nhũng cho ngày nay và muôn đời sau. Việc đấu thầu là biện pháp để đảm bảo cạnh tranh công bằng, hiệu quả trong một nền kinh tế thị trường đa thành phần. Để chống tham nhũng thì việc đấu thầu cần có cơ chế quản trị công khai, minh bạch thông tin để kiểm tra và giả soát. Gần đây, nhóm nhà báo điều tra trên mạng xã hội đã nhắc đến một thông tin đáng ngờ khi cho rằng Hà Nội đấu giá mỏ cát xem qua đã lộ ngay cách làm bố láo ăn cắp. Mới nhất, tờ báo Dân Trí vào ngày 12 tháng 11 đã đưa tin ba mỏ cát ở Hà Nội trúng đấu giá cao bất thường, Thủ tướng chỉ đạo giả soát. Ba mỏ cát ở Hà Nội trúng đấu giá rất cao. Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính tại công điện gửi tới Bộ trưởng các bộ, Công an, Tài nguyên Môi trường và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường quản lý thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản và khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Đáng chú ý, Thủ tướng đã nhắc cụ thể đến vụ việc xảy ra ở Hà Nội vừa qua. Kết quả trúng đấu giá cấp quyền khai thác 3 mỏ cát như Liên Mạc, Châu Sơn và Tây Đằng, Minh Châu cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm. Cái yếu tố bất thường mà theo Thủ tướng, đây là việc dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Dư luận ở Hà Nội thì thấy rằng vụ việc Thủ tướng nhắc đến đã xảy ra từ rất lâu, nhưng người dân quan tâm đã nghi vấn vì cuộc đấu giá có nhiều điểm bất thường. Đây là cuộc đấu giá marathon về thời gian, bắt đầu từ 9 giờ sáng hôm trước, xuyên đêm tới gần 6 giờ sáng hôm sau mới kết thúc, và kết quả đấu giá cũng đạt kỷ lục tới 1.690 tỷ đồng. Đáng nói, kết quả này đã lớn gấp hàng chục lần, thậm chí hàng trăm lần so với giá khởi điểm bỏ thầu. Theo số liệu từ Ủy ban đấu giá, ví dụ giá trúng thầu mỏ Thượng Cát với trữ lượng hơn 508.000 mét khối ở giá khởi điểm chỉ là 2 tỷ đồng, vậy mà nhà đầu tư đấu giá đã đẩy giá lên tới gần 410 tỷ đồng, nghĩa là cao gấp 200 lần giá khởi điểm. Tại sao lại có việc đấu giá quái đản và ngược đời đến như vậy? Giá bỏ thầu cao gấp hàng chục lần và hàng trăm lần đến như thế. Mỏ cát Tây Đằng, Minh Châu nằm trên địa bàn xã Chu Minh, Tây Đằng, huyện Ba Vì. Qua tìm hiểu, một người kinh doanh lớn về vật liệu xây dựng ở khu vực Đông Anh cho Thời báo .de biết với điều kiện ẩn danh vì lý do an toàn. Cụ thể, người này cho hay: theo tôi cho biết thì thứ nhất là không giống như các mỏ tài nguyên khác, trữ lượng là một con số cố định, cát thường được khai thác trên các con sông hàng năm. Cát từ thượng nguồn lại chảy về nên khối lượng lại được bù đắp thêm hơn cả số lượng đã khai thác. Thứ hai, nếu thời gian khai thác kéo càng dài, trên 10 năm khối lượng cát thực tế sẽ gấp nhiều lần so với khối lượng cát khảo sát tại thời điểm đấu giá. Và việc lấy trữ lượng theo thời điểm khảo sát đấu giá là một mánh khóe mà nhóm lợi ích lợi dụng để mà ăn cắp tài nguyên quốc gia. Đó chính là lý do mới có chuyện nhà đầu tư bỏ giá cao hơn gấp hàng chục, thậm chí đến hàng trăm lần giá thị trường. Họ đâu có khở dại như chúng ta tưởng. Trong khi đó, trên mạng xã hội có rất nhiều ý kiến chia sẻ về những thủ thuật trong việc đấu thầu giá cát đang được sử dụng để tham nhũng tài nguyên quốc gia, tức là tiền của nhân dân. Cụ thể, nhà báo QR tiết lộ,
chỉ cần là một phép tính chia đơn giản cũng thấy cái trò mèo luộc cát này sẽ bị lật tẩy. Mỏ Liên Mạc trữ lượng 500.000 mét khối, giá chúng là 408 tỷ đồng. Như vậy, 1 mét khối cát giá sẽ ngất ngưỡng đến tới 816.000 đồng. Trong khi giá thị trường bán chỉ khoảng 300.000 đồng mỗi mét khối. Mỏ Châu Sơn trữ lượng 700.000 mét khối, giá chúng là 396 tỷ đồng, làm phép chia 1 mét khối cát giá lên tới 565.000 đồng. Chẳng nhẽ các nhà đầu tư khai thác mỏ cát họ điên hay sao khi bỏ giá cao ngất ngưỡng gấp mấy lần giá thị trường đến như thế. Người đứng đầu cơ quan phòng chống tham nhũng, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và câu trả lời là họ không điên đâu, khai thác mỏ cát siêu lợi nhuận chính là sự mập mờ về trữ lượng, quản lý, giám sát về mặt khối lượng. Chỉ cần công tác khảo sát trữ lượng lệch xuống vài con số không là nhà thầu trúng cực lớn. Nhưng quan trọng là họ đã thông đồng, ăn chia với cơ quan quản lý, cùng chia chác điều mà không ai ngờ. Theo giới chuyên gia, để đối phó với các thủ thuật kể trên, chính quyền phải coi trọng công tác thẩm định đánh giá, xây dựng giá phải căn cứ vào giá thị trường, chứ đừng đưa ra giá khởi điểm như cho không đến như vậy. Đồng thời, những việc vô lý như vậy phải điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm minh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi ngày hôm nay bản tin của Thời báo .de cảnh báo vấn nạn thông thầu khai thác cát, tham nhũng cho ngày nay và muôn đời sau. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.